trời, thời buổi này ai còn làm sạch răng bằng nút bạc nữa. Thế còn hai nút thì sao? Cũng được nhưng mà vẫn quê lắm. Bây giờ người ta làm sạch răng bằng cái này này. Wow, nút vàng YouTube. Cảm ơn hơn 1 triệu bạn subscribe trên YouTube và hơn 830.000 bạn follow trên TikTok. Quãng thời gian vừa qua đã đồng hành cùng Lạc Việt Intech. Nhờ các bạn mà Lạc Việt Intech trở thành kênh nha khoa đầu tiên đạt nút vàng tại châu Á. Chúng mình sẽ luôn cố gắng để mang đến cho các bạn những video thú vị và chất lượng nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều.